Rồi, xin chào tất cả các anh em yêu thanh trên mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay shop Audio Toàn Võ lại giới thiệu một cái con topping mới. Nói chung là dòng cũng rất là cao cấp. Chưa phải là đỉnh cao cấp nó thì nó mắc tiền hơn. Con này cũng thuộc dạng giống như là cái con ngày trước mình bán là con SMSL M10 á. Nó xài chip AK4497 cũng hai con chip ha. Con này cũng vậy. Nó chỉ khác nhau về ngoại hình thôi, tính năng thì nó giống y chang giống như cái con M10, nhưng mà nó hơn được cái con M10 ở chỗ nó có thêm cái cổng kết nối HDMI nữa. Cái cổng đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối sau này. Nó không phải là kết nối vô cái TV đâu nha các bạn. Nó kết nối qua thêm một cái thiết bị lọc nhiễu khác nữa cho âm thanh tiếng nó hay hơn nữa. Đó, cái đó mình sẽ chia sẻ sau này. Ok, vậy bây giờ mình sẽ khui hộp cái con này ra cho các bạn xem thử ha. Đây, hộp nó rất là to. Đó, với có logo chứng nhận của Hi-Res nữa ha. Đó, Hi-Res Audio của Nhật Bản luôn. Cầm nó rất là nặng tay. Đó. Đây, bên hông nó có cái mã máy luôn. Đây, nó tên là D70 ha, topping D70. Con này nó xài điện Autovol luôn, 115 rồi, 200 230 luôn. Có nghĩa là con này nó được xuất khẩu đi quốc tế luôn, các thị trường nước ngoài luôn, nói chung là nội địa Nhật Bản hoặc là thị trường châu Âu hoặc trường Mỹ gì đó, Úc, Đức gì đó, xài đều được hết, tùy theo thị trường của đẹp điện đó, nó cho chúng ta ha. Đó, này sản xuất ở Trung Quốc, cầm rất là nặng tay, các bạn có thể làm quà tặng cũng được, rất là sang trọng ha. Rồi, nhìn các khui hộp nó ra, trong sản phẩm nó gồm có cái gì ha. Rồi, để kéo camera gần lại. Rồi, bóc tay giống như nó hộp bánh trung thu, nó dở thẳng tay lên là được rồi. Đó. Đây. Bên trong nó có cái miếng chống sốc. Đó. À. Rồi, phụ kiện của nó gồm có cái gì? Dây nguồn nè ha. Dây cáp USB kết nối máy tính. Cáp này tương đối cũng khá là ngon nha các bạn. Các bạn muốn tốt hơn nữa, các bạn đầu tư thêm một cái cọng cáp rồi riêng ở ngoài, cáp USB kết nối OTG hoặc là máy tính. Đây, cái remote, nó có cái remote cho chúng ta ha. Đó, phụ kiện nó gồm có như vậy. Rồi, trong cái catalog, đây catalog của nó thì cũng giống như mấy con trước mình đọc hộp thôi. D70 nó gồm có 3 ngôn ngữ. Thứ nhất là tiếng Hoa, thứ hai là tiếng Anh, thứ ba là tiếng Nhật. Đó, nghĩa là con này nó ưu tiên sản xuất cho thị trường Nhật Bản nha các bạn. Chất lượng thì miễn bàn rồi. Đó. Đây, tiếng Hoa thì mình biết đọc. Đọc tiếng Anh đi. Nó mình mở ra nó gấp làm tư. Nó catalog gấp chứ nó không phải catalog lâu lộc. Đó. Thì đây nó có hai dùng điện đây, nó cho phía bên hông máy thì nó có công tắc chuyển nguồn nè. Đó. Từ 115 sang 230. Đó, chơi tất cả các thị trường luôn. Đây là hãng nó giới thiệu cho chúng ta xài cái cổng HDMI nè. Có biết cách phối ghép như thế nào thì mình đã phối ghép trước đó với một cái bộ lọc nhiễu dành cho máy tính rồi đó, thì mình kết nối máy tính qua nó bằng cổng HDMI và nó giải mã. Mà cái bộ đó cũng mắc tiền nha, cái bộ đó hỗ trợ nhạc DSD 52 thì nó rất là mắc tiền. Nó chỉ nhiệm vụ nó chỉ để nó lọc nhiễu thôi, âm thanh cực kỳ hay hơn nữa. Đó, đây cho chúng ta đây. Đó, đây catalog thì nó hướng dẫn cách setup. Con này là full ba lăng nha các bạn. Đó, có nghĩa là nó có cổng ba lăng out nè và cổng RCA out luôn. Đó, âm ly nha các bạn, có ba lăng này kết nối cổng ba lăng trực tiếp luôn, âm thanh nó sẽ dày hơn nữa, màn hình LCD luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ coi sơ qua cái catalog nó giới thiệu nè. Con nào nó cũng kèm cho mình thêm một cái catalog, nó giới thiệu cái hãng của nó hết á, nó giới thiệu những cái sản phẩm của nó. Các bạn coi cái nào thương thích thì các bạn mua về phối ghép thêm. Thì cái con này là mã D70 thì mình kiếm cái con D70 mình xem. Đâu rồi, D70. Đây, con D70 đây. Đây, D70 nó cho chúng ta chip nè, AK4497 hai chip cho bạn, nhân 2 là hai chip nha. Đó. DSD 52 đâu nè, kết nối hệ điều hành Windows, iOS luôn, Android luôn, có nghĩa là chơi được trên máy tính PC, laptop đại bàng hoặc là máy tính đại bàng hoặc là máy tính của thằng Apple, và kết nối được điện thoại iPhone với điện thoại hệ điều hành Android. À, với các bạn, con này thì nó không có Bluetooth nha,
lưu ý con này thì nó không có Bluetooth. Mình cảm thấy Bluetooth nó cũng cho âm thanh, Bluetooth nó chỉ tiện thôi, còn muốn nghe hay hơn nữa thì phải chúng ta kết nối cổng OTG cho nó ha, qua cái thiết bị Android nè. Ví dụ như các bạn có điện thoại smartphone, như là nói chung là trừ trừ cái thằng điện thoại của hãng Oppo của thằng Đài Loan ấy nha, thì nó không có sử dụng được cái cổng OTG đó, tại vì do cái hãng đó nó không có sẵn, nó không có hỗ trợ. Còn tất cả các điện thoại như là Samsung là chính đi ha, xong mình nói năm nay cái Samsung đi, Samsung là hỗ trợ OTG rất là tốt đó. Đây hệ thống số hãng của nó thôi thì nói cho chúng ta biết nhiêu đây. Rồi con này là đắt chuyên dụng nên nó không có thích hợp luôn tai nghe nha. Mình thích những cái con đắt mà mình chuyên về nghe nhạc á, thì mình nên chọn những con đắt không cần cái tai nghe cũng được, có tai nghe thì nó sẽ đắt đắt tiền hơn tí thôi. Rồi ok, và ta xem thử cái sản phẩm chính của chúng ta nó như thế nào. Wow các bạn, wow nặng quá. Trời ơi nặng, rất là nặng tay, đồ nặng nhìn nó mới chắc ha. Đây D70 DSD 52 USB DAC luôn. Đây volume nó nghe chắc là setup hay là gì, volume này là hình LCD của nó còn nguyên siêu. Đây là đây, đây là nút chuyển nguồn của nó nè, nè trên catalog nó giới thiệu nè, mặt nhà máy luôn luôn mặc định là để cho chúng ta là 230V nha. Đây để công tắc nguồn, nguồn cắm điện trực tiếp luôn, cổng AES, cổng coaxial. Cổng coaxial con này làm rất là cực kỳ ngon nha, cầm được trục nè, USB kết nối máy tính nè, optical thì các bạn cũng biết rồi ha, các bạn nào chơi TV á kết nối vô TV này kết nối qua máy tính hoặc là qua cổng OTG với một cái thiết bị điện thoại, hoặc là có thể kết nối thêm một cái bộ bộ server music cũng như con DDP3 gì đó. Cổng coaxial này thì các bạn kết nối đồng trục ha, đồng trục này cái con này mình xem trên catalog đó, nó có thông báo cho chúng ta biết đó, là đối với cái cổng đồng trục và cổng quang thì các nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta được chơi được nhạc DSD 64 ha. Còn con này là sẽ cái cổng này sẽ là hay hơn nữa, cổng này hay hơn nữa với điều kiện chúng ta phải có một cái thiết bị phối ghép nó nữa. Đây hãng mục đích nó làm để nó làm sẵn cho chúng ta để sau này chúng ta cũng muốn nâng cấp thêm, chúng ta mua thêm một cái bộ lọc âm thanh của nó đó, và kết nối nhiều nữa thì tiếng nó sẽ hay hơn nữa, tiếng nó tĩnh và giải nó tiếng sáng hơn. Đây là full ba lăng, hai cổng ba lăng, cổng này là xe đó nha các bạn, cắm ly ba lăng, cứ cắm ba lăng vô chơi ha, ba lăng tiếng nghe cực kỳ hay rồi. Rồi đó, ngoại hình nó cá, nói chung là tương đối khá là bự. Đây mình cầm hai tay nè đó, cái hậu đó nè đó đó ha. Rồi ok, mà giờ mình sẽ kết nối với thiết bị dạng hệ thống âm thanh của mình sẽ test bây giờ mình test full đi ha, mình test luôn trên cái cổng cổng quang luôn cho anh em chơi TV anh em biết. Mình thì mình thích chơi cổng USB thôi, suy kết nối máy tính hoặc là điện thoại trên chơi nhạc số. Một chục thì các anh em chơi kết nối thêm mấy cái đầu CD á, nhà chúng ta có đầu CD thường nó có cổng đồng trục out á, các bạn kết nối với nó. Rồi ok. Rồi, khi tôi đã kết nối xong cái dàn hệ thống âm thanh của tôi và tôi đã mở nguồn nó lên, nguồn nó nằm phía sau ha, tôi mở lên rồi. Thì ở đây màn hình LCD thông báo cho chúng ta biết ha. Tôi đang ở cái độ kết nối nè, USB nè ha. Cái này chưa có kết nối máy 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 tính hoặc là điện thoại nên nó chưa báo thông số. Thì tôi thử kết nối cổng OTG với cái điện thoại ha. Tôi xem cái USB nó báo như thế nào. Chắc chắn là tôi nghĩ nó sẽ báo full DSD 512 rồi. Đây. Kết nối với điện thoại. Bấm ok. Cái này kết nối cổng phi ô, rút ra lại đi. Thoát. Phi ô. Rồi, đó ha. Là kết nối vô cái điện thoại nè. Đó. Thì nó luôn luôn mặc định với chúng ta 44.1 nha, tùy theo chúng ta chơi nhạc chất lượng cao. Ví dụ như tôi đi mô thử một cái nhạc chất lượng cao đây. Đi đi sang 4 nè.
Đó, sẽ báo tín hiệu khác liền 100 không? 176 kHz liền không? Tôi nghĩ là đi 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 xong 4 nha các bạn. Đó, rồi. Ok, vậy đi, bây giờ mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe thử. Rồi, đây cái remote nó mới lắp pin vô thì mình bấm cộng trừ thôi, dấu trừ thì nó âm, dấu âm á là âm 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 số càng nhiều là càng nhỏ nha các bạn để số không mặc định nhớ đi, các bạn có âm ly mà tiền cái con này làm về cũng được luôn nha. Ví dụ như các bạn có cái bộ bao á, chưa có rồi gắn vô, vừa làm DAC vừa làm về cho nó làm vẫn được luôn. Thì đây thấy có cái hai cái chỗ nè USB đúng không, à ngoài đây mod này chỉnh gì thì mình cũng chưa có mò ra. Thì ở đây các bạn bấm vô cái này có nó có cổng hỗ trợ ba lăng và đây mình đang xài là USB XLR ha. Để có hỏi các bạn bấm vô các bạn nó hỏi bạn là muốn xài hai cổng cùng một lúc luôn hay không là RCA hoặc là ba lăng. Ví dụ như các bạn có hai cái ly các bạn có thể kết nối cả hai luôn cũng được, các bạn chọn chế độ này XLR RCA và cộng với ba lăng ha. Còn ví dụ các bạn RCA không thì nó chỉ chơi mỗi cổng RCA không. Còn cái này các bạn chỉ kết nối cổng XLR thì nó sẽ chơi cổng ba lăng cho các bạn ha. Đó thì tôi kết nối ba lăng với âm ly thì tôi cũng sẽ quýnh như vậy. Rồi ok, mình sẽ test thử một bài hát trên điện thoại trước đi. Kết nối cổng OTG nha. Kết nối OTG kết nối với máy tính thì cũng như nhau thôi. Máy tính thì chúng ta phải có cái driver, còn điện thoại chúng ta không cần driver đối với hệ điều hành Samsung Android. Ở đây tôi xài phần mềm Fio. Đây. Đây giờ tôi cúp cắm lại nha cho các bạn xem thử. Đó, nó sẽ mất cái hẹp ha. Rồi cắm vô nè. Rồi. Máy nó sẽ báo, nó sẽ hỏi tôi. Nó hỏi tôi có muốn kết nối, tại vì ở đây tôi trên máy tôi có hai phần mềm chơi nhạc, nó đều nhận nhận hết có mấy con đát. Rồi, một đó là phần mềm Hi5 Music, hai là phần mềm Fio. Ở đây tôi mở phần mềm Fio thì tôi bấm chữ thoát cái thằng Hi5 Music này ra đi. Đó. Rồi, để tôi phát cho tôi vô lại phần mềm Fio nha. Chưa, nó chưa có hỏi được đâu. Vậy chưa chơi được. Đây nè, cắm nó ra rút vô. Rồi, tôi cắm nó rút vô nè, thấy không? Rồi, tôi phát bấm. Tôi không chơi phần mềm này, tôi bấm chữ thoát ra. Tôi vô phần mềm Fio của tôi. Đó. Rồi, máy nó sẽ hỏi nè. Từ từ rồi. Chưa, máy nó phải hỏi nó mới vô được. My love is fearless. Ví dụ như các bạn ví dụ chẳng hạn như là các bạn chưa có kết nối được được với các phần mềm chơi nhạc của mình đó, thì máy nó tự động nó sẽ mặc định là 192 kHz, có nghĩa là nhạc là đang ở chế độ 24 bit mặc dù là nhạc DSD nè ha. Tôi cố tình tôi làm vậy cho các bạn coi á đó. Đó các bạn thấy không, ví dụ như chúng ta không có phần mềm chơi nhạc chúng ta chưa kết nối được phần mềm chơi nhạc vô cái điện thoại chúng ta để nó giải mã đúng cái chất lượng cái thông số cái bài hát hơn, thì nó sẽ báo chúng ta là nó sẽ tự động nó quay về mặc định là 192 kHz là 24 bit đó. Trong khi đó file này file của tôi là file DSD và bây giờ tôi rút ra nó cắm lại cho nó kết nối phần mềm Fio thì nó sẽ báo vô. Từ từ đi, nó sẽ nhảy cái thằng hai bài lên không à. Đây. Rồi. Ok. Vô lại Fio. Đó. Fio lúc đó nó sẽ hỏi nè ha, tôi bấm ok để chi để cái phần mềm này nó đã nhận dạng được với tôi đã nó đã nhận dạng được với là tích hợp với con đát của tôi rồi thì mình lúc đó mình mới chơi nhạc được chất lượng cao ở trên bất cứ những cái thiết bị như điện thoại Android chúng ta có chứa những cái file nhạc chất lượng cao DSD sẵn trong máy đó, đó là như vậy. Còn trên máy tính thì chúng ta phải cần có cái driver của nó và đối với những cái máy tính mà xài điều hành Win 10 trở lên đó thì chúng ta không cần cài driver, cắm vô là tự động nó nhận luôn và chúng ta phải bắt buộc phải đau cái phần mềm chơi nhạc giống như là phần mềm GRiver để cho nó chạy được nhạc 24 bit và tới cho tới nhạc DSD 52 chất lượng cao nhất. Rồi ok, mình sẽ test bài hát này trên đây nè ha. My love is fearless. Nhạc DSD ra vào nhạc của nước ngoài nên tôi test nhạc nước ngoài trước nha. And my love is lonely, yeah, when you're not there. And when you take
Thứ hai mình sẽ test qua cổng cổng optical ha, là có nghĩa là cổng đồng trục á. Ai qua xin lỗi, optical có nghĩa là cổng quang, có nghĩa là các bạn kết nối với smart TV. Đây, tôi đã kết nối với smart TV của tôi. Để này, đó. Tôi kết nối xuống bằng cái cổng dây quang qua cái con đát. Đó, xong sau đó tôi chuyển sang chế độ optical, các bạn thấy không? Đó, nó có cái chữ optical phải không? OBT đó. Ok ha, rồi tụi đây thử bài hát trên Smart TV cho các bạn nghe thử xem sao ha. Optical thì nó giải mã cho chúng ta được 48 kHz nha các bạn, mặc định nha. Để rất nghe chúng ta chơi nhạc trên YouTube á. Rồi, vô đang chạy đó. Cuối cùng thì mình sẽ test nhạc Việt Nam ha, mình sẽ chơi trên máy tính ha, mình xài driver của nó vô. Đối với Win 10 thì các bạn cắm vô tự động nó nhận luôn. Thì ở đây trên hãng nó báo nè, đây, đây là hãng topping nè, cái mạng của nó nè, cái quét của nó nè, các bạn thấy không? Đó, thì mình đã có driver của nó về thì nó báo cho chúng ta cái driver nó sử dụng được. Một cái driver này nó sử dụng được con D10, D50, D50S, D70, D90, DX3 Pro và DX7 Pro ha. Đó, một cái driver nó sử dụng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 con đát ha. Đó, thì trên khi mà mình đào về mình chơi trên phần mềm Zweaver á,
Thì trên đây nó báo là đây, trên đây nó báo là D50S, chúng ta cứ bấm kết nối nó là nó ok, là nó sẽ hát thôi, không có vấn đề gì đâu. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ lay nhạc Việt Nam cho các bạn nghe nha, vì chiếc AK4497 này nó rất thích hợp với dòng nhạc Việt Nam của chúng ta. Ơi, sorry, tôi đã tắt. Để tôi mở lại. Đây. Rồi, chọn phần mềm Zilver cho nó hát. Xong cái con đát topping D70 này ha, thì mình đã test qua Smart TV rồi điện thoại qua máy tính luôn. Còn cổng Casio thì các bạn có đầu CD, các bạn muốn thay đổi chất âm cứ gắm vô nó cho dễ mã hơn ha. Đó, thì đối với dòng chip AK4497 nè, thì mỗi bên nó quýnh một con đó, thì mình cảm thấy nghe nhạc Việt Nam rất là ngon, chậm rãi, nhẹ nhàng, bass nó quýnh êm. Còn nghe nhạc Tây á thì không, nói chung là hai dòng chip AK4497 với E98 với các bạn nghe nhạc gì cũng được hết đó.
thì riêng cảm nhận của mình chia sẻ thì chiếc S908 các bạn chơi nhạc tây nó đúng những cái tiết tấu nhanh, nó rất là chi tiết hơn, nó ra mấy cái nhạc cụ nghe nó đã tai hơn đó. Còn chiếc AK497 thì nó rất là thích hợp với những dòng nhạc Việt Nam của mình, nhạc đó, như nhạc vocal á, nhạc như nhạc tây thì các bạn chơi nhạc vocal á, thì hoặc là nhạc Việt Nam chúng ta quấn nhạc bolero, nhạc vàng gì đó đó, về những cái tiết tấu chậm, nghe những lời hát cái nó chi nó ngọt ngào và cái bass nó quấn êm ái hơn đó, đó là những cảm nhận của mình đó. Ok, con này thì mình bán với giá là 12.200.000 nha các bạn, chưa bao gồm phí ship nha. Ok, các bạn có thể đến tận shop mình xem hàng và mua hàng ha. Và các bạn ở xa thì có thể đặt online, mình ship code tới, thanh toán và trả tiền. Đó, mình xin nói lại ha, con này mình bán với giá là 12.200.000. Mình sẽ ghi rõ ở dưới bài viết của mình và có những cái thông tin về chi tiết của nó để các bạn có thể tìm hiểu về nó kỹ càng hơn khi ra quyết định mua hàng ha. Ok, mình cũng xin kết thúc video clip tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.